Một câu chuyện cổ tích về sự phát hiện của lửa. Trong thời viễn cổ, khi con người vẫn chưa biết đến lửa, cuộc sống của họ gặp phải nhiều khó khăn và nguy hiểm. Mỗi buổi tối, khi bóng đêm bao trùm, họ chỉ có thể ăn thức ăn sống và tuổi thọ của họ rất thấp. Nhưng một ngày, vị thần Phục Hy đã quyết định can thiệp để giúp con người. Một trận mưa lớn kèm theo sấm sét đã tạo nên một đám cháy khổng lồ, lan tỏa khắp khu rừng. Loài người sợ hãi và chạy toán lạng, chỉ duy nhất một chàng trai dũng cảm dám tiến lại gần lửa. Bỗng, bất ngờ, chàng trai thấy cơ thể mình ấm lên và xác của những con thú dữ đã nằm chết la liệt. Hương thơm từ thịt chín đã thu hút con người đến nếm thử. Từ đó, con người đã nhận ra giá trị thực sự của lửa. Mỗi ngày sau đó, con người thay phiên nhau canh giữ lửa. Nhưng đến một ngày, người canh giữ lửa của hôm đó đã ngủ quên, khiến cho thứ ánh sáng diệu kỳ ấy đã vụt tắt. Con người lại một lần nữa sống trong bóng tối của sự u ám và sự bao vây của bọn thú dữ. Lúc này, vị thần Phục Hy đã ở trên trời nhìn thấy tất cả, bèn báo mộng cho chàng trai đã phát hiện ra lửa lúc đầu. Ở nước Tội Minh xa xôi, có một thứ ánh sáng mà ngươi đang cần tìm. Sáng hôm sau, chàng trai quyết định lên đường tìm lửa. Nhưng khi đến nơi, nước Tội Minh hoàn toàn không có một ánh sáng nào cả. Anh rất thất vọng và ngồi bệt xuống gốc cây. Bỗng nhiên, anh phát hiện từ xa những chú chim đang dùng mỏ của mình để mổ vào thân cây, làm tóe lên một vài tia lửa. Anh bèn dùng những thân cây khác cọ sát vào thân cây tội. Khói bắt đầu bốc lên và ngọn lửa bắt đầu vụt cháy. Anh vui mừng mang phương pháp tạo lửa này trở về quê hương để tỏ lòng biết ơn. Người đời gọi anh là tội nhân, có nghĩa là người tạo ra lửa.